Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm món ăn, đó là món bánh bao nhân thịt. Và để làm bánh bao nhân thịt thì các bạn có thể thấy các nguyên liệu có thể tìm kiếm rất là dễ dàng ở trong chợ của mình. Đầu tiên đó là bột bánh bao. Đây là bột bánh bao có men sẵn ở trong luôn đó các bạn. Đây là loại 1 kg, nhưng mình sẽ chỉ sử dụng nửa ký thôi. Tiếp theo đó là thịt. Mình sẽ sử dụng thịt nạc và có mỡ, thường là thịt đùi hoặc là thịt mông của con heo đó các bạn. Mình bằm ra. Và tiếp theo là 180ml sữa tươi có đường, một quả trứng gà, 3 củ hành tím, nửa củ hành tây, 80g nấm mèo khô và mình ngâm ra, một củ sắn, một củ dền lấy nước, 10 cái trứng cút, các gia vị như là đường, hạt nêm, tiêu và một ít muối. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bột bánh bao này ra và cân để đủ 500g nha các bạn. Mình chỉ sử dụng 500g bột thôi. Còn lại thì mình sẽ đem cất và để dịp khác mình làm bánh bao tiếp. Đây là bịch men khô mà ở trong bột bánh bao nè mấy bạn. Đây là gói mà sử dụng cho 1 kg. Thì bây giờ mình sẽ chỉ sử dụng là nửa bọc men khô này thôi. Mình sẽ cho men khô vào trong cái chén sữa tươi, 180ml sữa tươi. Rồi sau đó mình sẽ khuấy đều lên và để ủ trong 15 phút. Do là mình không có cái màng bọc thực phẩm á, mình sẽ lấy cái bọc này rồi lấy dây thun mình buộc lại cho nó kín rồi để mình ủ. Mình sẽ ủ trong 15 phút nha các bạn. Rồi bây giờ là đã ủ được 15 phút rồi đây mấy bạn ơi. Nó cũng đã lên men rồi nè. Nó nở phình phình lên á. Đây, các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy bột ra và cho vô bột này 2 muỗng đường và nửa muỗng muối. Tiếp theo thì mình sẽ cho men khô và sữa tươi vào. Thank you.
Bây giờ mình sẽ tách lòng trắng trứng và lòng đỏ ra riêng nha các bạn. Mình sẽ sử dụng lòng trắng trứng và cho vào trong bột. Lòng trắng trứng sẽ giúp cho bột bánh bao của mình thêm giòn và xốp hơn đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho thêm một ít dầu ăn vào luôn. Sau đó thì mình sẽ nhồi bột. Mình sẽ nhồi cho đến khi nào mà nó không còn nước nữa đó mấy bạn. Nó bột bột lại. Mình sẽ nhồi cỡ chừng khoảng từ 10 đến 15 phút. Đó mấy bạn thấy không, bột nó đã được sánh lại nè, nó thành cục bột luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ vô trong cái tô này, rồi lấy cái bọc để bọc lại. Nếu mà bạn nào có màn bọc thực phẩm á, thì sẽ thì bọc bằng màn bọc thực phẩm nha. Tại nhà mình quên mua màn bọc thực phẩm. Rồi bây giờ mình sẽ ủ bột trong vòng 1 tiếng nha các bạn. 1 tiếng. Trong thời gian ủ bột á, thì mình sẽ tiến hành làm các công việc khác đây. Đầu tiên là mình sẽ cắt nhuyễn củ sắn thành cắt thành hạt lựu. Nếu mà hạt lựu bự quá thì mình sẽ bầm ra cho nó nhỏ nhỏ lại chút xíu nha các bạn. Bầm ra.
Tiếp theo thì mình cũng sẽ cắt hành tây giống như là củ sắn luôn. Phần nấm mèo á thì mình sẽ cắt sợi. Củ hành tím á thì mình sẽ cắt lát mỏng nha, để mình chút mình sẽ phi lên. Rồi, bây giờ mình sẽ phi hành tím lên luôn. Phi lên cho nó thơm nha các bạn. Nó hơi vàng vàng. Mình bắt xô, mình tắt bếp. Rồi mình xào xào lên sơ sơ thêm một chút nữa. Rồi mình vớt ra. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị nước để mà luộc trứng cút nha các bạn. Đây là trứng cút, mình sẽ luộc nó đây. Hình như là có một trứng nó bị bể hay gì nè. Rồi nước đã sôi rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ vớt trứng ra nha. Thank you.
Bây giờ mình sẽ lột vỏ trứng cút ra nha các bạn. Rồi mình đã chuẩn bị một cái tô để mà mình trộn thịt nè. Đây là thịt bằm. Đây, để vô. Rồi mình sẽ bỏ củ sắn với hành tây mình đã băm nhuyễn ra luôn. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ nấm mèo vô luôn nha. Hành tím phi luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ các gia vị mà mình đã chuẩn bị vô luôn. Sau đó mình sẽ trộn đều thịt với các nguyên liệu mà mình đã bỏ vào đó các bạn. Giờ mình sẽ cho thêm một ít nước mắm vô luôn nha. Để nó tăng thêm gia vị để mà mình cái vị nó sẽ ngon hơn đó các bạn. Thêm một ít bột ngọt nữa. Rồi trộn đều lên. Thank you.
Bây giờ mình cũng sẽ cho thêm một cái lòng trắng, một cái lòng đỏ trứng gà nãy vô luôn, để nó tăng thêm hương vị ngon cho cái nhân của cái bánh bao nha. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó thấm gia vị một chút, để bọc lại để nó đừng có bị bụi bụi bu kiến bọ đậu. Đây là bột mà mình đã ủ trong một tiếng rồi nè mấy bạn, nó đã phình phình bự bự lên chút xíu hơn hồi nãy đó. Thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Đó, mấy bạn thấy em không? Bột nó rất là ngon luôn đó, rất là thơm nữa. Bây giờ mình sẽ nhồi thêm cỡ chừng 5 phút nữa cho cái bột này nó thêm ngon. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vo cái nhân nha. Mình sẽ lấy một ít thịt, để mình ép nó xuống để và bỏ với một cái trứng cút vô trong chính giữa, rồi sau đó mình vo lại thành cái viên tròn. Đây là do mình làm để ở nhà ăn á, nên mình làm cái nhân nó bự chà bản luôn, bự tổ cha luôn, rất là bự luôn đó mấy bạn. Để nếu mà làm bán á, thì mình người ta sẽ làm nhỏ hơn thì người ta mới có lời, còn nếu mình làm ăn á, thì mình làm nhiều nhiều để mà ăn ngon hơn đó các bạn. Rồi các bạn ơi, đây là những cái viên thịt mà mình đã vo rồi nè. Mình thấy là do mình làm củ sắn nhiều quá nên cái lượng thịt mà mình vo ra nó quá trời nhiều luôn, được 14 mười mấy cái luôn á. 14 cái. 14 viên thịt luôn. Này chắc chắn là dư rồi, mình sẽ để vô tủ lạnh và mai mốt làm bánh bao tiếp nữa. Rồi bây giờ mình sẽ làm bột nha.
Mình sẽ chia bột thành những cái miếng mình cái cục nhỏ rồi sau đó mình sẽ lăn ra đó mấy bạn. Dùng cái nếu mà bạn nào không có cái lò lăn cán bột á, mình có thể lấy cái ly nước để mình cán ra cũng được. Mình bỏ cục thịt vô chính giữa, mình túm lại. Như vậy là xong. Thì mình tính mình, mấy bạn thấy mình túm thấy ghê không? Không có chuyên nghiệp. Lần đầu làm nên nó không có được đẹp đó mấy bạn thông cảm nha. Mình sẽ lấy một miếng giấy nến và để cái bánh bao lên trên cái giấy nến đó. Nhưng chút xíu mình hấp á thì nó không bị dính cơ. Không bị dính đó mấy bạn. Đó, bây giờ mình để lên vậy nè. Lấy cái cây muỗng. Mình làm cho nó hoa hoàng chút xíu. Rồi, tiếp theo thì mình cứ làm như vậy cho đến hết bột thì thôi. Rồi các bạn ơi, đây là những bánh bao mà mình đã làm xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem nó đi hấp nha. Bánh bao mình làm không có được đẹp cho lắm. Cái gì? Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô trong một cái nồi nước. Ở phía dưới là một cái nồi nước. Còn ở trên là một cái sửng để mình hấp đó mấy bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Đó, bánh nó đã bự ra lắm luôn á mấy bạn. Đó, nó nở bự quá, nó bị nứt ra luôn. Mình làm không được khéo á, bởi vì nó không có đẹp mấy bạn thông cảm nha.
Rồi bây giờ mình sẽ cắt thử ra cho các bạn xem ở phía trong nó sẽ như thế nào nha các bạn. Bạn ơi, đây là bánh bao mà mình đã làm nè. Tuy là nó không có được đẹp nhưng mà để coi mình ăn thử coi nó sao nha. Bánh còn rất là nóng luôn. Bánh thì rất là nóng và vị của nó rất là vừa ăn. Cái vỏ thì nó mềm và nó xốp. Còn thịt á thì mình ướp rất là vừa ăn, rất là béo do thịt này là thịt nạc rồi có mỡ nữa đó mấy bạn. Rất là ngon luôn. Thịt nó rất là nhiều nữa. Bánh bao này bán ra là lỗ chuột quần luôn. Cái này do cười quá là mình làm cái nhân quá trời bự luôn rồi mấy bạn ơi, bởi vì cái bánh nó nở ra mà nó bị gì luôn rồi. Nếu mà mình làm cái nhân nhỏ lại á thì nó sẽ đẹp hơn. Lần sau mình sẽ mua cái khuôn để mà mình làm bánh bao này đẹp hơn rồi làm cái nhân cho nó nhỏ lại, bánh nó sẽ đẹp đó. Rất là ngon luôn đó mấy bạn. Đây nó rất là bự luôn á, bự hơn của người ta bán ở ngoài chợ nhiều luôn. Rồi mình làm được vài ba cái, chưa tới chục cái, mình làm được 8 cái đó. Đó do mình làm lần đầu tiên nên cái bánh nó không có được đạt đó mấy bạn, nhưng mà cái hương vị thì rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.